Mẹ thì cũng là người thôi chứ có phải là siêu nhân đâu đúng không ạ? Mình nhà thì bao việc, xong rồi từ sáng đến tối quanh ra quanh vào chỉ còn nấu ăn cho con là hết ngày rồi. Mình không còn thời gian làm việc khác nữa. Đó, cho nên mình sẽ cần phải là một bà mẹ bỉm thông thái, mình vừa có thể nấu ăn cho con này, mình vừa có thể là nấu ăn cho gia đình. Và đương nhiên là bữa ăn đó nó sẽ phải đảm bảo được dinh dưỡng và nó phải thơm ngon. Thì trong cái khóa học này mình sẽ hướng dẫn cho các mẹ làm điều đó. Chỉ có bé trong bạn thời ăn dặm là 5 tháng rưỡi. Mình có con gái từ năm nay đến bây giờ đang là 18 tháng. Bạn thứ hai nhà mình thì đang 17 tháng. Bé thứ hai thì chỉ mới được hơn 4 tháng thôi. Tôi có nhiều kinh nghiệm ấy. Mình bí món này và bé không chịu ăn. Mất rất nhiều thời gian của mình ấy, thì trong khi mình rất là bận rộn ấy, nên là nhiều khi mình rất là stress. Chị cũng không hiểu hiểu biết sâu vì không có người hướng dẫn ấy. Thấy rất là vui và món ăn thì rất là ngon, thực sự rất là ngon luôn. Thì mình cảm thấy rất là biết ơn khóa học và biết ơn bác Cường, bởi vì mình chắc chắn là sau đây sẽ không còn cảm thấy là bí món và khó khăn trong việc là mỗi bữa chế biến cho con ăn mỗi bữa nữa, và chắc chắn là sẽ có một cái kỹ năng tốt hơn để chăm sóc cho cả gia đình. Mình cảm thấy rất là vui vì mình đã có nhiều bí kíp để chuẩn bị những món ngon cho con. Chị thấy rất là hạnh phúc. Chị nghĩ là con chị nó cũng hạnh phúc khi mà chị có được những cái món ăn ngon cho nó mà rất là đạt tiêu chuẩn đấy. Rất là bổ ích luôn. Bác cho cung cấp rất là nhiều thực đơn. Mình đến đây là để học nấu ăn. Và mình khó khăn với con thì mình thích nhất đó là bây giờ những cái đó mình sẽ khắc phục được. Chắc chắn là khắc phục được hết. Thứ nhất là cái sự đa dạng về bữa ăn. Thứ hai là mình đã hiểu thật sự thế nào mới là một bữa ăn vui, một bữa ăn đầy đủ chất cho con, và mình đã biết cách để thu hút con vào những cái món ăn đấy á. Thì bác đã cho mình rất là nhiều những cái tip rất là hay.